Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã trình văn bản lên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người dân thành phố. Theo đó, trong tuần tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người dân. Được biết, đây cũng là mong muốn của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản về việc tiêm vaccine phòng COVID-19, liều nhắc lại lần 2, mũi 4. Bộ Y tế cho biết đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 là người từ 50 tuổi trở lên. Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như là cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.